Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tạp chí tuần này có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống có chuyên đề kinh nghiệm về gìn giữ môi trường và cảnh quan nông thôn ở một số khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Mục Chuyện làng quê là câu chuyện về mùa nhãn sớm ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Cuối chương trình, trong mục Nét đẹp duyên nhãn, mời quý vị về thăm dòng họ Hoàng ở thôn Thủ Hoàng Cả, thị trấn Ân Thi, một dòng họ khoa bảng tiêu biểu. Thưa quý vị, sau gần 5 năm, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đã làm cho diện mạo nông thôn ở nhiều khu dân cư ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại. Đặc biệt, có sự chuyển biến tích cực về cảnh quan môi trường. Chuyên đề sau đây là những kinh nghiệm thực tế ở một số khu dân cư về thực hiện tiêu chí môi trường, cảnh quan trong số 5 tiêu chí của khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2021, thôn Yên Phú, xã Giải Phạm là một trong những thôn đầu tiên ở huyện Yên Mỹ đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Từ đó đến nay, cảnh quan, môi trường của khu dân cư này ngày càng đẹp lên. Thôn giữ được hệ thống 5 ao hồ sạch đẹp nối tiếp nhau chạy dọc thôn cùng với hệ thống cây xanh dày đặc khiến cho không gian làng quê luôn trong lành, mát mẻ. Thôn Yên Phú vận động nguồn xã hội hóa từ nhân dân trồng 300 chậu hoa giấy ở dọc các tuyến đường tạo nên con đường hoa rực rỡ sắc màu. Ông Hà Trung Tặng, người dân thôn Yên Phú hàng ngày đi dạo, ngắm cảnh tại khu vực ao hồ, nhận thấy rõ sự chuyển biến về cảnh quan môi trường tại địa phương mình. Đúng là cảnh quan môi trường thay đổi hoàn toàn, tuyệt vời luôn, rất là hài lòng vì cái cảnh quan của chúng tôi là quê hương của Bắc Linh, quê hương của mình là rất sạch, rất đẹp. Thôn Yên Phú có khu tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và khu tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình. Đây là nơi thường xuyên có các vị lãnh đạo và du khách tới thăm. Để tỏ lòng thành kính cũng như tạo ấn tượng tốt đối với khách đến thăm nhà tưởng niệm, nhân dân trong thôn có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu vực này. Đều đặn hàng tháng và các ngày lễ Tết, chi đoàn thanh niên tổ chức tổng vệ sinh tại khuôn viên nhà tưởng niệm. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân sống gần khu vực ao hồ, gần hai nhà tưởng niệm tự nguyện thay nhau vớt rác thải hàng ngày. Thấy vệ sinh nó không đảm bảo thì tôi tự giác tôi làm thôi. Để giữ gìn cảnh quan chung của nông thôn mình càng ngày càng sạch đẹp. Sau khi mà được Ủy ban dân huyện công nhận là khu dân cư kiểu mẫu thì đối với thôn thì đã có những cái đổi thay rất nhiều. Đối với bà con nhân dân thì rất là phấn khởi, đồng tình ủng hộ với các cái chủ trương cũng như là các cái phong trào mà thôn xã phát động. Xã Giải Phạm lấy thôn Yên Phú là hình mẫu để tiến tới nhân rộng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ra 3 thôn còn lại. Mục tiêu hướng tới của xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là hình thành lên các khu dân cư đáng sống. Để thực hiện mục tiêu này, ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì người dân đóng vai trò quan trọng. Một số khu dân cư đã biết phát huy sức dân, huy động nguồn lực từ nhân dân để làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn. Ghi nhận tại thôn Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu, một trong 6 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Ân Thi. Không ai bảo ai, đều đặn vào buổi chiều hàng ngày, nhiều người dân ở thôn Gạo Bắc tiến hành dọn dẹp vệ sinh tại khu vực trước cửa cổng nhà mình. Người quét dọn, người tưới hoa. Song điểm chung của việc làm này là góp phần làm cho vệ sinh môi trường trong thôn được đảm bảo, cảnh quan sạch đẹp, xứng đáng với danh hiệu khu dân cư kiểu mẫu mà thôn mới đạt được vào cuối năm 2022. Bà con chúng tôi, dân làng tôi là rất có ý thức. Thứ nhất là rác rưởi vệ sinh là không bao giờ chúng tôi để ra mặt đường, bảo nhau quét dọn là không được hết xuống ao và để gọn và để đưa đến cái nơi tập kết cho nó gọn gàng, cho nó sạch sẽ. Những năm gần đây, nhân dân thôn Gạo Bắc xã hội hóa được hơn 1 tỷ đồng để trồng hơn 100 cây xanh dọc tuyến đường trục chính của thôn, cải tạo 3 hồ nước thành ao bơi, địa điểm vui chơi, ngắm cảnh. Đường làng còn trở nên đẹp hơn bởi những bức tranh bích họa đầy màu sắc do người dân vẽ trên những bức tường. Các bức tranh với những hình ảnh và thông điệp ý nghĩa qua đó thể hiện quyết tâm của người dân thôn Gạo Bắc đồng lòng gìn giữ cảnh quan môi trường tại khu dân cư. Đã được cụm dân cư kiểu mẫu rồi thì địa phương chúng tôi có họp bàn từ cấp ủy đến các đoàn thể trong địa phương họp bàn làm sao mình giữ được cái vệ sinh môi trường, bảo vệ cái sức khỏe cho người dân
trong những thời gian tới và sau này nữa, càng phải phát huy cái tinh thần xanh sạch đẹp. Tuyến đường trục chính của thôn Gạo Bắc đạt giải 3 trong cuộc thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên năm 2022. Trên hết, người dân được hưởng thành quả từ môi trường sống trong lành do chính mình góp phần tạo nên. Nhiều người dân đi qua, khách quan đi đường này, người ta bảo tôi là các bà cứ ngồi đây là cứ trẻ mãi không già, vì là nó mát, mà nó có hàng cây đẹp, có cái dãy ao trước cửa đẹp. Cũng giống như xây dựng xã nông thôn mới, thì xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu không có điểm kết thúc mà phải nâng cao các tiêu chí. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc tích cực và có giải pháp duy trì lâu dài của các địa phương. Thôn An Nhuế, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, dù đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu từ hơn 3 năm trước, song đến nay, tiêu chí về môi trường, cảnh quan vẫn được chính quyền và người dân chú trọng và làm thường xuyên. Giống như nhiều hộ gia đình khác trong thôn An Nhuế, từ nhiều năm nay, gia đình chị Đinh Thị Toan duy trì phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Được huyện và xã hỗ trợ xây một bể để phân loại rác, chị Toan mua chế phẩm vi sinh để xử lý rác hữu cơ ngay tại gia đình mình. Địa phương An Huế chúng tôi thì việc xử lý rác thải hữu cơ và phân loại rác này là công việc thường xuyên của mọi nhà và các mọi gia đình đều hưởng ứng rất là tốt để đảm bảo cái lượng rác thải ra môi trường mà về nơi tập kết nó hạn chế mức tối đa nhất để góp phần vào bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Theo thống kê, hiện nay thôn An Nhuế có khoảng 400 hộ dân thực hiện phân loại xử lý rác tại hộ gia đình, tỷ lệ đạt 80%. Rác hữu cơ được xử lý tại nguồn đúng cách trở thành phân bón cho cây trồng. Với đa số hộ gia đình trong thôn có vườn rộng để trồng rau, thì việc phân loại xử lý rác thải đem lại hiệu quả thiết thực, vừa hạn chế rác thải ra môi trường, vừa có nguồn phân bón hữu cơ. Phân rác ra thì là những cái loại mục nát này tôi cho vào cờ hoa màu cây cối tốt lắm. Cứ mỗi nhà một hố rác ấy, như thế là bây giờ như thế là rác thải ra môi trường nó ít lắm, nó không nhiều như ngày trước. Ngày trước mỗi nhà phải vài bao, bây giờ chỉ kiểu hàng tháng thì chỉ một bao đến hai bao thôi. Biện pháp xử lý môi trường thì trước hết là chúng tôi đã đưa vào cái hương ước của làng, từ chi bộ ra đến các cái hội tổ chức đoàn thể thường xuyên là lồng ghép tuyên truyền đối với nhân dân là xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, ngay trực tiếp đối với các cái bộ phận mà anh em ta đi thu gom cái rác thải thì người ta cũng là một các thành viên tuyên truyền nhắc nhở. Nên lần này mà đến hộ này mà thấy rằng là tống đầy bao ở trong đó là có cái hữu cơ mà chưa phân loại thì anh em là nhắc nhở, cho nên là giờ cũng là đi vào cái lớp. Một trong những yếu tố khác làm cho môi trường trong thôn An Nhuế được cải thiện hơn so với trước kia, đó là thôn đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Đây là một trong 5 khu dân cư được huyện Phù Cừ đầu tư xây dựng hệ thống này. Nước thải từ các hộ gia đình sẽ được gom vào bể chứa để xử lý trước khi thải ra môi trường. Qua đó, giảm triệt để tình trạng xả nước thải bẩn bừa bãi ra ao hồ trong thôn. Thưa quý vị, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật điều chỉnh thời điểm ra hoa, đậu quả của cây nhãn theo ý muốn mà trong vòng nửa tháng nay, nhiều hộ nông dân xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên đã thu hoạch trẻ nhãn sớm. Sở hữu 6 vườn nhãn với tổng diện tích khoảng 5 mẫu. Năm nay, anh Phạm Văn Toản đã áp dụng khoa học kỹ thuật để khoảng 1,5 mẫu nhãn của mình thu hoạch trả sớm. Nhãn trả sớm trong vườn của anh tại thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên đã bắt đầu cho thu hoạch từ đầu tháng 5 âm lịch với sản lượng khá. Năm nay xử lý làm cho nó ra sớm để thu hoạch sớm bán được cái giá cao. Bán sớm thì thu được khoảng tấn 6 tấn 7 rồi. Bây giờ cái số lượng trên cây nó còn khoảng gần tấn. Còn với ông Bùi Xuân Tám, người sở hữu diện tích trồng nhãn lớn nhất trong xã Hồng Nam hiện tại, mùa nhãn sớm năm nay ông cũng đã bắt đầu thu hoạch và xuất bán cho khách hàng ở các tỉnh lân cận. Theo như vậy là dự kiến của gia đình thì trả nhãn sớm cũng thu được trên dưới khoảng gần 2 tấn nhãn trả nhãn sớm, và trả nhãn chính vụ thì cũng khoảng 3 đến 4 tấn. Một trong những năm bị mất mùa do thời tiết, nhưng mà nhìn chung sản lượng gia đình đạt như thế cũng là một trong những mô hình cũng tương đối là ổn định về thu nhập. Là vùng trồng nhãn tập trung lớn có diện tích gần 200 hectare, trong đó có khoảng 10% diện tích là trả nhãn sớm. Năm nay, do thời tiết không thuận lợi, tỷ lệ nhãn ra hoa đậu quả tự nhiên không cao.
Tuy nhiên, do nắm bắt được khoa học kỹ thuật và điều chỉnh vụ, nên tỷ lệ nhãn chín sớm vẫn đạt năng suất khá, chất lượng quả vẫn đảm bảo cung ứng cho thị trường. Hiện nay, để đảm bảo tiêu thụ nhãn cho bà con nông dân trong khu vực, một số hợp tác xã trên địa bàn xã chủ động tiến hành thu mua tận vườn với giá khá tốt cho bà con nông dân. Tiêu thụ trà nhãn sớm cho bà con trong hợp tác xã và xuất hiện giá tại cửa vườn là 35-40.000 đồng trên 1 kg. Chúng tôi đang xuất đi các tỉnh lân cận Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Hiện tại thì chúng tôi đang có chủ trương là mở rộng địa bàn tiêu thụ xa hơn vào các tỉnh thành miền Nam. Một mùa nhãn sớm đã về trên quê hương Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Đây cũng là một trong những xã đã phát triển diện tích trồng nhãn và cung ứng sản lượng nhãn chất lượng trong tỉnh Hưng Yên. Người dân nơi đây hiện đang vừa tích cực thu hoạch trà sớm, vừa chăm sóc cho những cây nhãn chính vụ. Hy vọng trong thời gian tới, nhãn Hồng Nam sẽ đạt được sản lượng và chất lượng tốt, mang lại một vụ nhãn thắng lợi cho người dân nơi đây. Làng Thủ Hoàng Cả, thị trấn Ân Thi được biết đến là một vùng đất địa linh nhân kiệt, là ngôi làng cổ có lịch sử hình thành hàng nghìn năm. Đây là một trong 12 làng khoa bảng trên cả nước, một trong những dòng họ có truyền thống khoa bảng tiêu biểu, đóng góp vào thành tích chung và làm rạng danh truyền thống hiếu học của quê hương, đất nước. Đó chính là dòng họ Hoàng. Dưới các triều đại phong kiến Việt Nam, làng Thủ Hoàng có tới 10 người đỗ đại khoa được lưu danh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Văn Miếu Hưng Yên và tại đình làng Thổ Hoàng. Trong 10 vị đỗ đại khoa được lưu danh thì trong đó có đến 5 người thuộc dòng họ Hoàng. Đó chính là các tiến sĩ Hoàng Tuân, Hoàng Chân Nam, Hoàng Công Trí, Hoàng Công Bảo và Hoàng Bình Chính. Trong những năm qua, các thế hệ con cháu dòng họ Hoàng luôn cố gắng, nỗ lực cùng nhau vượt mọi khó khăn, học hành thành đạt để nối tiếp truyền thống hiếu học của ông cha. Dòng họ Hoàng là một dòng họ hiếu học khoa bảng, là bao nhiêu đời nay vẫn phát huy được truyền thống là hiếu học, đã làm rạng rỡ cho dòng họ và góp phần danh tiếng cho quê hương. Nhà thờ họ Hoàng là nơi lưu giữ tấm bia cổ của Văn Chỉ Thổ Hoàng, ghi danh các nhà khoa bảng của Tổng Thổ Hoàng xưa. Đó chính là niềm tự hào và là động lực để các thế hệ con cháu dòng họ Hoàng cố gắng học tập và phấn đấu. Dòng họ Hoàng tổng có 5 chi, 4 chi ở Hưng Yên. Nối tiếp truyền thống hiếu học của ông cha, các thế hệ con cháu dòng họ Hoàng vẫn luôn đặt sự học làm trọng, luôn cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng với truyền thống của gia đình, dòng họ. Đến thời điểm hiện tại, dòng họ Hoàng đã có thêm 3 tiến sĩ, 2 trung tướng và hàng chục thạc sĩ. Tiêu biểu là tiến sĩ Hoàng Văn Hoan, hậu duệ đời thứ 10 của tiến sĩ Hoàng Công Trí, hiện là phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia. Để khích lệ các cháu học tập, gia đình tôi đã động viên khen thưởng các cháu để các cháu phát huy thành tích được tốt hơn. Cháu thường xuyên được bố mẹ, ông bà kể về truyền thống hiếu học của dòng họ Hoàng. Cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để nối tiếp truyền thống hiếu học của dòng họ Hoàng. Nhiều năm qua, họ Hoàng đã có rất nhiều các hoạt động khuyến học, khuyến tài nhằm động viên, khuyến khích kịp thời các con cháu của dòng họ có thành tích học tập tốt, các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Việc khuyến học được thực hiện từ trong từng gia đình, từng các ngành, các chi, nhờ có sự quan tâm, động viên, khích lệ mà số học sinh có thành tích học tập tốt, đỗ đạt của dòng họ Hoàng ngày một tăng. Từ trong các gia đình chúng tôi thì đều động viên các cháu, chỉ có con đường học loay theo các cụ thì mới thoát được nghèo, mới thành đạt và mới giúp được cho gia đình làm rạng danh cái truyền thống của dòng họ. Với truyền thống khoa bảng cùng sự quan tâm động viên khuyến học khuyến tài của dòng họ là nguồn động lực, là sức mạnh để các thế hệ con cháu dòng họ Hoàng tiếp tục cố gắng học tập, vươn lên nối tiếp truyền thống hiếu học của gia đình, dòng họ, làm rạng danh quê hương đất nước. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.